Xin chào các bạn, video này mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể tải ứng dụng Ezvit và cài đặt cái camera của bạn vào cái ứng dụng đấy. Thì đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái camera các bạn mới mua ấy. Các bạn chú ý là cái camera của Ezvit thì tất cả những camera đều cài giống nhau. Thì bây giờ mình lấy một con đại diện là con C1C, mình sẽ cài cho các bạn xem. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì các bạn chú ý là mình sẽ lắp vào sau. Sau khi cài đặt thì mình mới lắp. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho cái camera này đã. Mình cắm điện cho nó. Đó, cấp nguồn cho nó. Xong bạn cứ để ra ngoài. Sau đó các bạn lấy cái điện thoại của mình ra, mở lên. Đối với điện thoại hệ điều hành Android, bạn có thể vào ứng dụng CH Play. Còn đối với iPhone thì các bạn nên vào App Store để mình có thể tải ứng dụng Ezvit. Ứng dụng đây. Các bạn ấn vào chữ chỗ tìm kiếm này, bạn viết chữ Ezvit. Ấn tìm kiếm ạ. Đây nó ra ngay cái ứng dụng Ezvit lần đầu tiên, bạn ấn cài đặt luôn. Các bạn đợi nó sẽ cài đặt trong vòng 30 giây. Đang cài đặt rồi ạ. Sau khi đã cài đặt xong thì các bạn ấn vào chữ mở đấy. Bây giờ mình đã tải thành công cái ứng dụng Ezvit về điện thoại của mình. Các bạn có thể ấn skip hoặc gạt sang. Ấn chào mừng. Ấn cho phép. Ở đây mình bắt đầu tiến hành đăng ký cho cái tài khoản mới của mình. Thì mình sẽ ấn vào nút đăng ký. Chỗ vùng quốc gia lãnh thổ thì các bạn kéo xuống và chọn Việt Nam. Đây, Việt Nam ở cuối. Và ấn tiếp theo. Sau đó ấn đồng ý. Ở đây nó sẽ hỏi bạn đăng ký bằng địa chỉ email hay là số điện thoại. Thì bình thường mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại để tiện quản lý. Mình sẽ ấn vào đăng ký sử dụng số điện thoại. Ở đây 84 thì các bạn cứ để yên. Còn cái số điện thoại này thì các bạn ghi cái số điện thoại của mình vào. Sau khi ấn xong số điện thoại của mình, bạn ấn lấy mã xác thực. Thì nó sẽ gửi tin nhắn một cái mã gồm 4 chữ số về cái số điện thoại của mình. Thì mình sẽ nhập 4 chữ số đấy vào cái chữ mã xác nhận này là sẽ được. 6609. Các bạn nhập mã xác thực vào. Ấn tiếp theo. Sau đó nó sẽ hiện ra phần cài đặt mật khẩu. Thì các bạn ấn vào đây. Thì mật khẩu của nó sẽ bao gồm 6 đến 16 chữ gồm số và ký hiệu. Thì ở đây mình sẽ để mật khẩu là conmắtthứ3.com. Và ở dưới mình sẽ ghi lại cái mật khẩu đấy. Please use EasyBiz app for device Wi-Fi configuration. Mình ấn đã xong. Vậy là mình đã đăng ký thành công cái tài khoản Ezvit và bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cái camera vào cái tài khoản của mình. Thì mình ấn cho phép. Kích hoạt bàn tay, đây. Nó sẽ hiện ra cái ô để quét mã QR. Thì ở đây khi bạn mua camera thì mã QR thường nó sẽ có ở trên cái tờ sách hướng dẫn sử dụng này. Và nó sẽ có một cái mã QR nữa là ở dưới đế camera này. Thì các bạn có thể quét mã đâu cũng được. Thì mình sẽ quét cái mã ở sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn hướng cái hình ô vuông này vào cái mã QR của nó. Đấy, nó quét rất là nhanh. C1C. Các bạn để ý, ở đây nó sẽ hỏi là đã bật nguồn thiết bị. Thì các bạn đã bật nguồn thiết bị từ nãy rồi. Thì mình ấn vào đây, mình tích vào đây.
thì mình ấn tiếp theo. Đèn báo nhấp nháy màu xanh thì các bạn để ý là ở trên camera nó có hiện đèn báo nhấp nháy màu xanh không? Ở trên đây thì nó đã hiện đèn báo nhấp nháy màu xanh rồi, thì các bạn cứ ấn tích vào đèn báo màu xanh rồi ấn tiếp theo được. Còn nếu đèn nó không báo nhấp nháy màu xanh thì các bạn hãy reset lại cái camera của mình và bắt đầu ấn tiếp theo. Mở quyền cho phép vị trí, các bạn ấn vào đấy. Các bạn ấn luôn cho phép. Kết nối với Wi-Fi. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối cái camera của mình với Wi-Fi của nhà mình. Mình sẽ ấn vào đây, Go To đấy. Mình bật Wi-Fi của điện thoại lên. Nãy mình đang sử dụng 4G. Trở về. Đây, mình đã bật Wi-Fi ở điện thoại lên. Mình ấn Go To đây. Nguyên Vũ đấy. Đã kết nối Wi-Fi, ok. Mình ấn trở lại. Ở đây mình sẽ ấn vào dấu X. Mật khẩu này là mật khẩu Wi-Fi của nhà bạn. Mật khẩu Wi-Fi của mình là Huyên Vũ đây, thì mình sẽ ấn mật khẩu Wi-Fi của mình ở đây. 8, số 8. Ấn tiếp theo. Đang thiết lập. Các bạn đợi trong vòng 1 phút nó sẽ thiết lập xong. Chắc không đến 1 phút đâu. Rồi, như các bạn thấy mình đã cài xong cái camera vào điện thoại của mình. Thì bây giờ mình ấn lưu cái mã QR này lại. Trước khi sử dụng bạn nên lưu cái mã QR này lại để tránh mất mát. Sau này mình còn có thể cài đặt lại camera. Và sau đó mình sẽ cài đặt múi giờ. Thì mình sẽ cài đặt của nó múi giờ là Hà Nội, Bangkok, Jakarta. Đây mình ấn vào đây. Và định dạng ngày. Thì ở đây nó đang định dạng MDI là tháng ngày năm. Thì mình sẽ định dạng lại cho nó là ngày tháng năm. DMI. Các bạn tích vào đấy. Sau đó các bạn ấn xem camera. Là bây giờ các bạn có thể xem camera của mình rồi. Cái này mình có thể ấn hủy. Ấn OK. Và bây giờ mình mới tiến hành lắp thẻ nhớ cho camera của mình. Bây giờ mình mới nên lắp cái thẻ nhớ. Ở trên đây các bạn có thể thấy cái hình khuyết của cái thẻ nhớ. Thì mình cứ đặt cái thẻ nhớ nó cũng có cái nút khuyết đấy. Thì mình đặt theo cái hình như của nó. Mình ấn vào. Ở đây mình sẽ ấn OK. Và bây giờ để kiểm tra xem thẻ nhớ của mình nó đã có trong camera chưa thì các bạn ấn vào nút cài đặt ở trên góc phải. Các bạn vào phần trạng thái lưu trữ. Thẻ nhớ, nó đã ghi là đang sử dụng thẻ nhớ, chỉ ghi hình cho các hoạt động. Nghĩa là chỉ có những khi nào mà có chuyển động qua cái camera của bạn thì nó mới ghi hình, còn không có chuyển động thì nó sẽ không ghi hình. Còn ở đây bạn có thể cài đặt ghi hình cả ngày cũng được, thì bạn tích vào đây. Ấn Enable. Ấn On thì nó sẽ ghi hình 24/24. Còn không, nếu mà để bình thường mình sẽ vẫn ghi hình theo là có chuyển động mới ghi hình, thì như thế nó sẽ tiết kiệm bộ nhớ của bạn và nó tránh làm hỏng cái bộ nhớ của bạn hơn. Như vậy là xong rồi. Bây giờ các bạn có thể hoàn toàn sử dụng camera của mình.
Trên đây là mình đã chia sẻ cho các bạn cách để mình có thể cài đặt thẻ nhớ, cài đặt camera vào điện thoại của mình. Thì chúc các bạn thành công. Nếu các bạn không cài đặt được thì cứ comment ở dưới video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.